Giáo huấn của Phật có thể giúp chúng ta tiêu trừ ba cấu. Ba cấu chính là tên riêng của ba độc: tham, sân, si. Minh, minh là vô minh, vô tri. vô minh phiền não đây là si cái gì gọi là vô minh không tường tận đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì gọi là vô minh phật nói với chúng ta chân tướng vũ trụ nhân sanh. Chúng ta vốn dĩ là thông đạt tường tận. Vốn dĩ thông đạt tường tận, hiện tại tại vì sao biến thành không tường tận? Cái vấn đề này ở trong Phật pháp gọi là đại vấn đây là vấn đề lớn Vấn đề căn bản Đồng tu học Phật hiện tại chúng ta Có không ít người có cái nghi hoặc này Khi Phật đã còn tại thế Ngay trong đệ tử Có loại nghi hoặc này không ít Trên hội Lăng Nghiêm Tôn giả Phú Lâu Na liền nêu ra vấn đề này. Thế Tôn có giải đáp tỉ mỉ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển thứ tư, Chúng ta đọc kinh Phải tỉ mỉ mà thể hội xem thử bạn có thể tìm được đáp án chân thật hay không không chỉ phật nói như vậy đại thánh đại hiền trong và ngoài nước đều là nói như vậy Những người này Chúng ta xem thấy trên lịch sử Tuyệt nhiên là không gặp mặt nhau Cũng không có thông tin lẫn nhau Thế nhưng Cách nói, cách nhìn của họ Gần như là hoàn toàn như nhau Đây chính là Trong ngạn ngữ chúng ta thường nói Anh hùng sở kiến Đại lược tương đồng Bạn xem trong Tứ thư đại học của nhà nho Vừa mở đầu liền nói Đại học chi đạo Tại Minh Minh Đức Cái Minh Minh Đức này cùng ý nghĩa ở đây đã nói hoàn toàn giống nhau. Minh đức là giống có. Minh đức là một danh từ. Giống có. Thánh nhân hiện tại dạy chúng ta, bạn phải minh minh đức hay nói cách khác minh đức hiện tại chúng ta không minh rồi cho nên mới thêm vào một cái minh 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 đức ở trong thiền tông chúng ta chính là minh tâm kiến tánh cái này ở trong phật pháp là phá căn bản vô minh đại học chỉ đạo là cái gì ở phá căn bản vô minh tại thân dân đó là thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày trong công việc đối nhân sự thế tiếp vật dùng minh đức sinh hoạt liền trải đời sống của chư phật bồ tát bởi vì Minh Đức không minh Nhà Phật gọi là vô minh Cho nên bạn mới khởi lên Tham sân Tham sân là tên gọi chung Của vô lượng vô biên phiền não Thuận theo ý niệm Vọng tưởng của chính bạn bạn liền khởi tâm tham Không hợp với ý của bạn Bạn liền khởi sân hận Phiền não có nhiều hơn Hai điều này đều bao gồm hết rồi Phiền não từ đâu mà có Từ vô minh mà ra Phật ở chỗ này chỉ bảo chúng ta Chỉ có nương trí tuệ quan của Phật mới có thể tiêu trừ tam cấu minh của chúng ta. Ý nghĩa của câu nói này nghe hiểu hay không? Lại nói rõ ràng hơn một chút nhất định phải nương vào giáo huấn của Phật Đà. Chúng ta mới có thể đoạn phiền não mới có thể hồi phục trí tuệ quang minh vốn đầy đủ trong tự tánh trí tuệ quang minh của chúng ta phước đức thọ lượng của chúng ta không hề khác biệt với a di đà Phật thế tôn ngài vô lượng thọ mỗi mỗi chúng ta đều là vô lượng thọ vì sao ngày nay biến thành ra như thế này thấy đều chịu hết cái hại của vô minh chịu cái hại của phiền não chỉ cần phá đi vô minh phiền não đoạn rồi trí tuệ đức năng của chúng ta hoàn toàn hồi phục phật bồ tát giáo hóa công đức liền viên mãn câu thứ nhất là căn bản nền tảng tu học của chúng ta cho nên không đoạn phiền não làm sao được câu thứ hai minh tế chúng ách nạn minh là minh hiển ý nghĩa của thành tựu tế là cứu tế chính là nhà phật gọi là phổ độ chúng sanh ách nạn là nói quả báo tam cấu minh là nghiệp nhân bạn có cái nghiệp nhân này bạn đương nhiên liền có tai nạn ngày nay chúng ta sống ở thế gian này thiên tai nhân họa cái tần suất này không ngừng nâng lên cao tai nạn lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Chân thật, đúng như trong kinh điển mà Phật đã nói, đời ác năm trượt. Hiện tại có thể nói là trượt ác đến cùng tột. Thiên tai nhân hòa hiền tiền Thế gian có rất nhiều người Chí sĩ có lòng nhân Đều phát tâm từ bi Muốn đến để cứu giảng Cứu thế nào Cũng cứu không được càng cứu dường như tai nạn càng nhiều càng nghiêm trọng chúng ta xem thấy thế gian ngày nay nhân vật chính trị hô hào khẩu hiệu cứu nước cứu dân Nhà từ thiện Nhà tôn giáo Đều đang cầu nguyện Thế giới hòa bình Đã cầu bao lâu rồi Từ vô thủy mãi đến ngày nay Hòa bình cũng không thực hiện được Dường như đều không có cảm ứng Thế nhưng nhân loại ngưỡng vọng đối với việc này Tuyệt nhiên không hề suy giảm Vẫn là đang mong cầu Vẫn là đang ước nguyện Ngày nay chúng ta ở trong kinh điển này Xem thấy được một tin tức Muốn có thể thực tiễn chân thật hòa bình Ở thế gian của chúng ta thì cần phải dựa vào trí tuệ quan của phật tiêu trừ tam cấu minh của chúng ta đây là phương pháp chính xác cho nên sự việc này chính trị không làm được Quân sự, vũ lực cũng không làm được. Kinh tế, khoa học, kỹ thuật vẫn là không làm được. Cho nên chúng ta mới bỗng nhiên hiểu ra. Thích Ca Mâu Ni Phật tại vì sao phải xuất gia? Ngài hiểu được ngài tường tận cái sự việc này chính trị vô năng vô lực cho nên ngài có bối cảnh chính trị rất tốt ngài còn bỏ đi thế gian bao gồm tất cả nghề nghiệp kỹ thuật đều không thể làm được sự việc này sau cùng ngài chọn lựa là gì xuất gia tu hành hoằng pháp lợi sanh Ngài đi con đường này Con đường này Chính là trong bài kệ này đã nói Ngài đi là Con đường cổ Phật đã đi Tuân theo giáo huấn Của cổ Phật Trước tiên đoạn phiền não của chính mình Khai mở trí tuệ chân thật Sau khi phiền não đoạn rồi Trí tuệ tự nhiên liền hiện tiền Nhà Phật thường nói Phiền não nhẹ trí tuệ thêm lớn Huống hộ Thích Ca Mâu Ni Phật vô minh phiền não đoạn hết rồi trong tự tánh không có chút chướng ngại nào cho nên trí tuệ quang minh đầy đủ trong tự tánh viên mãn tròn đầy hiện tiền tiêu trừ tam cấu minh ngài mới có năng lực giúp đỡ chúng sanh khổ nạn ở thế gian này mà còn hiện thân nói pháp làm ra tấm gương cho chúng ta xem làm bằng cách nào trước tiên là nhìn thấu buông xả ngài làm ra tấm gương nhìn thấu buông xả cho chúng ta xem trải qua đời sống ở ngay trong cái nhìn của người thế gian chúng ta đó là đời sống rất khổ đây là kiến giải của phàm phu chúng ta thực tế ra là ngày trải qua đời sống an vui nhất ở thế gian tôi nói lời nói này người có thể nghe hiểu được không nhiều là thật không phải là giả ngày trải qua ngày tháng hạnh phúc nhất ở thế gian Nửa ngày ăn một bữa Dưới gốc cây ngủ một đêm Đời sống rất an vui Chúng ta cảm thấy đời sống này rất khổ cực Chúng ta nhất định phải y thực Đầy đủ Phải chú ý phòng ốc tốt Phải có ăn uống ngon Đây là gì vậy? Đây là tham sân Chúng ta trải qua ngày tháng tham sân Ngài không có tham sân si mạng chúng ta trải qua một đời sống tham sân si mạng bạn phải nên biết đã bỏ ra bao nhiêu cái giá phải trả rồi cái giá của cái kết quả này chính là vô lượng kiếp luân chuyển sanh tử chúng ta phải bỏ ra cái giá thê thảm đến như vậy mà không biết chư Phật Bồ Tát trải qua đời sống thanh tịnh tự tại, đời sống giải thoát, Thế tôn gì chúng ta thị hiện ở Trung Quốc, học trò của khổng lão phu tử nhan hồi cũng thị hiện cho chúng ta xem, khổng lão phu tử tán thán nhan hồi, đời sống của nhan hồi vô cùng thanh đạm rá cơm phiểu nước thế nhưng đời sống của ông vô cùng an vui do đây có thể biết khổ vui hai chữ này hiện tại người có thể nhận biết đều không nhiều người hiện tại thông thường đem khổ xem thành vui cái gì gọi là vui họ cũng không hiểu khổ trung tác lạc là đem cái khổ xem thành vui đem ba đường xem thành vui đây chính là vô minh ngu si đến cùng tột hiện tại vấn đề có rồi làm thế nào đoạn tham sân si mỗi một vị đồng tu đồng tu học phật đều muốn đoạn tham sân si không thể đoạn được rốt cuộc nguyên nhân này do đâu bạn chưa tiếp nhận giáo dục trí tuệ của Phật. Bạn không hiểu rõ. Chân tướng của sáu cõi luân hồi. Cho nên bạn mới mê ở ngay trong đây. Lấy khổ làm vui. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. nguyên nhân biết rồi vì thì liền có phương pháp chúng ta đem cái nguyên nhân này tiêu trừ làm thế nào tiêu trừ quyết định tiếp nhận giáo dục trí tuệ của phật bồ tát tiếp nhận bằng cách nào trong kinh điển nói được quá nhiều, quá nhiều. Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Đây là bạn chân thật tiếp nhận rồi. Hay nói cách khác, kinh điển phải ngày ngày phải đọc. Vừa rồi Các vị cũng có đồng tu thấy được Xem thấy hơn 20 vị bằng hữu Của Hồi giáo Đến cư sĩ Lâm chúng ta tham quan, thăm diễn 12 vị bằng hữu Hồi giáo Đến từ rất nhiều khu vực quốc gia khác Có người đến từ Trung Quốc Có người đến từ Úc Châu Có người từ Phi Luật Tân Nhật Bản, Thái Lan Đến chỗ chúng ta đây Tham quan, thăm diễn Họ muốn Hiểu rõ Phật giáo hơn Hỏi tôi Đạo tràng chúng ta cúng dường nhiều Phật Bồ Tát đến như vậy. Họ tin tưởng chỉ có một chân thần. Muốn hiểu rõ Phật giáo. Tôi dùng chút thời gian đơn giản giới thiệu qua cho họ nghe. Tôi nói với họ, Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo. Trong Phật giáo Cúng dường chư Phật Bồ Tát Đều là bao hàm Dụng ý Giáo dục cao thâm Nghĩa thú của biểu pháp Như phía trước chúng ta cúng dường Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật bạn xem quan hệ của chúng ta với Phật Quan hệ thầy trò Cho nên đây không phải là tôn giáo Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật Gọi là Lão Sư Bổn Sư Lão Sư Căn Bản Vị Thầy sáng lập ra Giáo học này đầu tiên Chúng ta gọi là Bổn Sư Chúng ta tự xưng là đệ tử Đệ tử là học trò Quan hệ của chúng ta với Phật là quan hệ thầy trò bồ tát đều là học trò của phật quan âm bồ tát đại thế chí bồ tát văn thù phổ hiền học trò đầu tiên của phật chúng ta là học trò hiện tại của phật vậy thì các vị đi biết được rồi những vị bồ tát này đều là huynh trưởng của chúng ta Lão sư, học trò Đều là bình đẳng Cho nên Phật Pháp là giáo học bình đẳng Tôi nói với họ Cho nên họ liền hỏi Vì quan hệ Phật Bồ Tát Của các vị với thần là thế nào? Các vị có kính thần hay không? Chúng tôi kính thần Tôi liền nêu ra thí dụ thế gian có một số tôn giáo chỉ thừa nhận có một vị chân thần vị chân thần duy nhất cũng có rất nhiều tôn giáo tôn kính rất nhiều vị thần có xung đột hay không không hề xung đột phật dạy bảo chúng ta những chúng thần này cũng giống như xã hội hiện tại chúng ta nhiều cấp người lãnh đạo một cái quốc gia khu vực này một vị thần duy nhất chính là tổng thống quốc gia đây là nhất thần luận đa thần luận ngoài tổng thống ra còn có bộ trưởng còn có tỉnh trưởng còn có huyện trưởng là chúng thần một là tất cả tất cả là một vậy thì phật bồ tát rốt cuộc là gì phật bồ tát là người làm công tác giáo dục trong xã hội đa nguyên văn hóa họ không phải là người lãnh đạo của các giai cấp họ cũng không phải là tổng thống cũng không phải là bộ trưởng cũng không phải là huyện trưởng cho nên họ không phải là thần thế nhưng chúng ta tôn kính thần chúng ta vì thần phục vụ Chúng ta cũng tiếp nhận lãnh đạo của Phật Sự việc này được rõ ràng rồi Cho nên chư Phật Bồ Tát Là làm giáo dục Chỉ có giáo dục mới có thể an định xã hội Giúp đỡ chúng thần Giúp đỡ người lãnh đạo Của các giai tầng xã hội cái công tác này rất vĩ đại cái công tác này rất có ý nghĩa rất có giá trị cho nên chỉ có trí tuệ chân thật người chân thật từ bi mới chịu làm như vậy các gì xem Mỗi một vị sáng lập ra tôn giáo Tôi liền nói mô Su mét Cùng Thích Ca Mâu Ni Phật đều như nhau Đều không có làm quan người lãnh đạo Các nghề nghiệp chính trị Cho nên Bao gồm tất cả tôn giáo Đều là giáo dục Xã hội đa nguyên văn hóa Bao gồm tất cả tôn giáo Đều khuyên người đoạn ác tu thiện Thế nhưng Đối với những sự lý này Nói được thấu triệt nhất Nói được thường tận nhất Đó là Phật giáo Kinh điển của Phật giáo phong phú Việc này mọi người đều thừa nhận Bất cứ một kinh điển tôn giáo nào đều không nhiều như phật giáo phật giáo như một trường đại học hoàn chỉnh vậy trong đây bao gồm tất cả các khoa hệ không thiếu một thứ nào trong phật giáo có nói đến tôn giáo thế nhưng phật giáo không phải là tôn giáo trong kinh phật có nói đến triết học nhưng phật giáo không phải là triết học phật giáo đều bao gồm tất cả chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực học tập phật giáo là trí tuệ cứu cánh viên mãn chỉ có trí tuệ chân thật cái ý niệm tham sân si này của chúng ta mới đoạn phật giáo dục cần phải xây dựng chánh tri chánh kiến bạn xem một bộ kinh pháp hoa chủ yếu nói cái gì vào tri kiến phật tri kiến của phật tri kiến chính xác chúng ta ngày nay nghĩ sai thấy sai đối với vũ trụ nhân sanh cái sai lầm này gọi là tà tri tà kiến tà tri tà kiến hiện tại đang chỉ đạo chúng ta cho nên chúng ta liền làm sai, chúng ta cũng nói sai, vì thì chiêu đến rất nhiều khổ nạn. Nếu như tư tưởng kiến giải của chúng ta chính xác, tất nhiên dẫn đạo ngôn ngữ, hành vi của chúng ta cũng chính xác. Chúng ta tạo tác là thiện nghiệp quả báo cảm nhận được nhất định giống như thế giới cực lạc như thế giới hoa tạng nhất chân pháp giới của chư phật liền hiền tiền do đây có thể biết chúng ta tiếp nhận giáo dục thật là vô cùng quan trọng giáo dục nhất định tiếp nhận cổ thánh tiên hiền giáo dục của chư phật bồ tát phải khẳng định đây là giáo dục trí tuệ chân thật nhiệt tâm mà cầu học đây cũng là người thông thường nói giáo dục của thánh hiền nhân mục đích của giáo dục chí tại thánh hiền nếu như chúng ta không lập chí đi làm phật làm bồ tát cái giáo dục này bạn có thể có được là rất có hạn cho nên người không nên vô chí nhất định phải lập định chí hướng chúng ta học phật phải học được giống như phật vậy phật không có tham sân si chúng ta có tham sân si thì không giống phật chúng ta muốn hỏi tại vì sao chúng ta học không giống kỳ thật phật nói cho chúng ta nghe được rất rõ ràng rất tường tận phật dạy chúng ta đoạn phiền não đoạn từ chỗ nào vậy vô minh phiền não trần xa phiền não kiến tư phiền não giống như y phục mặt trên người chúng ta vậy vô minh phiền não giống như áo lót mặt bên trong xác trong thân trần sa phiền não là y phục bên ngoài kiến tư phiền não là áo khoác bên ngoài đương nhiên bạn cởi y phục nhất định phải cởi cái bên ngoài trước không thể nào cởi cái trong trước kiến tư phiền não có 10 loại lớn cái thứ nhất thân kiến chúng ta có đem cái thứ nhất này Cởi bỏ hay không Thân kiến dùng lời hiện tại mà nói là Cái gì Tự tư tự lợi Cái ải đầu tiên Chúng ta tự tư tự lợi Không thể xả bỏ Thì không vào được cửa Phật là một nhà lớn Giống như hoàng cung vậy Ngàn cửa dạng hộ Đây là cửa đầu tiên Cửa đầu tiên bạn không thể bước vào Cái đẹp trong cung đình này Bạn làm sao có thể thấy được Cho nên học Phật bắt đầu học từ đâu Từ buông xả tự tư, tự lợi mà học Chỉ cần có tự tư, tự lợi trong lòng chúng ta phải rõ ràng bạn đã nghe qua giáo huấn của phật rồi khẳng định chính mình là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng khẳng định chính mình sống ở trong vô minh phiền não khởi tâm đồng niệm đều vì chính mình. Đây là chúng ta học Phật mà không vào được cửa Phật, Then chốt chính ngay chỗ này. Cái đầu tiên chúng ta phải đem thân kiến buông xả. Bạn xem trên kinh Kim Cang mọi người đọc rất quen thuộc, đọc được rất nhiều. Ở trên Kinh Phật nói được rất rõ ràng Nhược Bồ Tát Hữu ngã kiến Cái đầu tiên Nhân tướng Chúng sanh tướng thọ giả tướng Tức phi Bồ Tát Đó không phải là Bồ Tát Do đây có thể viết Điều kiện của Bồ Tát Cái điều kiện thứ nhất Vô ngã tướng Vô ngã tướng Chính là không có tự tư tự lợi con người này mới là Bồ Tát Bồ Tát là người thế nào? Bồ Tát là học trò của Phật Bạn mới là học trò của Phật Đà Chân chánh Đệ tử Phật Nếu như bạn thân kiến chưa buông xả Bạn gắn lên cái tên đệ tử Phật Hữu danh vô thật Chân thật đệ tử Phật mức độ thấp nhất phải phá ngã tướng cái đạo lý này không thể không hiểu nếu như chúng ta chân thật nghe theo giáo huấn của phật Buông xả tự tư tự lợi Khởi tâm đồng niệm Tất cả tạo tác Không còn gì chính mình mà nghĩ Cái cửa Phật này Bạn bước vào rồi Vì sao Chứng ngại tuy nhiên có Dễ dàng phá cái ải thứ nhất phá rồi Cái ải thứ nhất chúng ta từng gọi là cổ bình Rất không dễ gì đột phá Cái ải này đột phá rồi Tham sân si mạng Tự nhiên liền tan nhạc Tuy chưa có đoạn tan nhạc rồi Trí tuệ của bạn thêm lớn cái ải này không thể đột phá chắc chắn không có trí tuệ nhà phật thường nói bạn có thể có thông minh bạn không có trí tuệ thông minh cùng trí tuệ có khác biệt nhà phật gọi là thế trí biện thông chỉ cần bạn có thế chí biện thông bạn không có trí tuệ chân thật Trí tuệ chân thật phải đoạn phiền não mới có. Phiền não đoạn rồi, trí tuệ bác giả tự tánh liền hiển lộ. Phật dạy chúng ta phải khai trí tuệ. Không phải Phật dạy chúng ta học thế trí biện thông. Vì sao vậy? Thế trí biện thông không những không thể giải quyết vấn đề, trái lại, rất lấy rất nhiều phiền não tạo nghiệp chướng càng nặng tương lai đọa lạc càng khổ cái đạo lý này không thể không biết quả báo của thế trí biển thông ở ba đường ác vì thì do đây có thể biết Giáo học của Phật Đà, chúng ta không thể không học. Bạn phải là chân thật. Giác ngộ muốn thoát khỏi ba đường ác. Muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Chỉ có giáo học trí tuệ của Phật mới có thể giúp đỡ được. Thế nhưng tu học của Phật pháp nhất định là phải tính thọ phụng hành tính thọ phụng hành là một mà ba ba mà một không thể đem nó phân thành giai đoạn trong phật kinh thường nói một là tất cả tất cả là một ngài thanh lương phán hoa nghiêm tính dạy hành chứng đây là bốn phần một chính là bốn bốn chính là một bất cứ trong một chữ nào nhất định bao hàm ba cái khác bạn như vậy mới có thể khế nhập được cảnh giới chân thật có thể làm đến minh tế chúng ách nạn rõ ràng giúp đỡ chúng ta siêu diệt tất cả tai nạn đây là nói hiện tiền chúng ta gọi là hoa báo Hoa báo phía sau còn có quả báo Quả báo là gì? Ba đường Địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh Gọi là ba đường Quả báo của ba đường Là ba độc phiền não Cảm ứng Biến hiện ra Giờ đây có thể biết Tham sân si của chúng ta Nếu như không thể bạc trừ Địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Cái quả báo này Thì chắc chắn không thể tránh khỏi Phiền phức chính ngay chỗ này Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Nói được rất rõ ràng Nói được rất tường tận tuyệt đại đa số chúng sanh nói con người chúng ta tuyệt đại đa số con người là từ trong ba đường đến nhân gian thế nhưng chớp mắt một cái thì lại quay trở lại rồi lại trở lại ba đường Cái nguyên nhân này là gì? Chúng ta phải suy xét nhiều Vậy thì do đây có thể biết Phật dạy bảo chúng ta Đích thực là trí tuệ chân thật Có lợi ích chân thật đối với chúng ta Hy vọng chúng ta Ở trong mười pháp giới Phải hướng nâng lên trên Không nên hướng xuống đọa lạc Tham sân si Gọi là ba độc phiền não Chúng ta có thể tiêu trừ ba độc phiền não Tự nhiên liền rời khỏi ba đường ác Ba đường khổ hơn bất cứ nơi nào Phật Bồ Tát từ bi đến tột đỉnh Muốn chúng ta tất giả tam đầu khổ Cho nên trong 48 nguyện cái nguyện thứ nhất chính là quốc vô ác đạo không đòi vào cõi ác. Chúng ta ở trong cái bài kệ này cùng với nguyện dân trước sau đối chiếu từ bi của phật đà liền có thể thể hội được một ít diệt trừ phiền não ám cái phiền não ám này cùng ý nghĩa phía trước tam cấu minh giống nhau cấu là nói ô nhiễm ô nhiễm tự tánh thanh tình của chính mình Phiền não chính là chuyên chỉ Tham sân si mạng Nhất định Phải đoạn phiền não Phiền não Quá nhiều rồi Đoạn không hết Phật ở trên kinh điển như Vô già sư địa luận đem vô lượng vô biên phiền não quy nạp lại đem nó phân loại phân ra có hơn một trăm loại cái này vẫn quá nhiều Đối với sơ học mà nói Vẫn là quá nhiều Bồ Tát Thiên Thân Từ trong Du già dạ Sư Địa Luận Quy nạp Quy nạp thành 26 6 cái căn bản phiền não 20 cái tùy phiền não Đây đều là loại lớn căn bản phiền não sáu loại lớn chính là tham sân si mạng nghi á kiến á kiến là kiến giải sai lầm chúng ta luôn phải rõ ràng phải tường tận Chính mình ở ngay trong cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm biết được cái niệm này là thiện hay là ác. Đoạn ác tu thiện phải từ ngay khởi tâm động niệm mà hạ công phu. Đây chính là những tổ sư đại đức xưa nay chỉ bảo chúng ta tu hành phải từ căn bản mà tu cái gì là căn bản khởi tâm động niệm là căn bản người xưa dùng thí dụ để nói vô minh phiền não che mất đi tâm tánh của chúng sanh giống như trời mây đen u ám che mất đi mặt trời vậy che mất rồi chúng sanh hôn ám ngu si hiện rõ ra không biết chút nào cho nên gọi là ám giáo huấn của phật cũng giống như mặt trời vậy trí tuệ của phật nói trí tuệ của phật chính là bát nhã chánh trí của tự tánh vốn đầy đủ là trong tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ cái trí tuệ này có thể phá vô minh phiền não cho nên diệt chư phiền não ám nếu như không phải dùng trí tuệ bác giả vốn đủ trong tự tánh chắc chắn bạn không thể diệt được bạn đi học học rộng nghe nhiều người xưa đã nói ký vấn chi học bạn thấy được rất nhiều khi được rất nhiều bạn nhớ được rất nhiều thế nhưng đều không phải là tự tánh lưu lộ ra đều là từ bên ngoài mà đến đây gọi là thế trí biện thông bạn cũng có thể nói được hoa trời rơi rụng thế nhưng phiền não tập khí của bạn không thể đoạn hay nói cách khác bạn không thể giải quyết được vấn đề Sanh tử của chính mình Bạn không có năng lực Chuyển biến nghiệp báo của bạn Thế trí biện thông Không giải quyết được vấn đề Không những không thể chuyển biến Nghiệp báo của chính mình E rằng Thế trí biện thông Mang đến nghiệp báo càng nghiêm trọng hơn Đây là Phật Vì sao vậy chúng ta nhất định Phải cầu trí tuệ chân thật Trí tuệ chân thật từ đâu mà có Là trí tuệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh của bạn Không phải từ bên ngoài đến Ở trên kinh Phật đã nói Thích cao ni Phật Trí tuệ vốn sẵn trong tự tánh hiện tiền Cho chúng ta làm tham khảo ngày có ta cũng có ngày có thể hiện tiền tại vì sao ta không thể hiện tiền họ không có phiền não ta có phiền não như vậy chính mình mới chân thật ý thức đến ta cần phải đoạn phiền não phiền não đoạn một phẩm trí tuệ liền tăng thêm một phẩm trí tuệ chân thật của bạn mới có thể hiện tiền Trí tuệ chân thật Siêu dược thế trí biện thông rất nhiều Có thể khiến chính mình Được chân thật thọ dụng Cái thọ dụng chân thật này là Thanh lương tự tại Trong đây có an vui chân thật Cho nên lìa khổ được vui Cái lạc này Cũng không cách gì nói ra được Nói ra rồi Bạn cũng không cách gì thể hội được Vì sao vậy? Trước giờ bạn chưa từng có cái kinh nghiệm này Cần phải bạn chính mình có cái kinh nghiệm này Bạn nghe người khác nói Bạn mới có thể thể hội được Cho nên nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Chỉ cần phiền não nhẹ, trí tuệ liền thêm lớn. Khai phá trí tuệ nhãn. Hoạch đắc quang minh thân. nhãn tác dụng của nó là thấy cho nên ở ngay chỗ này ý nghĩa chân thật của nó là thấy người thông thường chúng ta gọi là kiến địa kiến giải là cái ý này Kiến địa kiến giải của bạn Tràn đầy trí tuệ Vào thời xưa Làm học trò Không luận là thế pháp Hay là Phật pháp thầy giáo dạy học trò vô cùng xem trọng đối với cái điểm này tri kiến của bạn chưa khai bạn không có kiến giải của trí tuệ thì bạn không thể rời khỏi lão sư người ngày trước gọi là xuất sư người hiện tại gọi là tốt nghiệp Xuất sư Bạn có thể rời khỏi lão sư Trí tuệ nhãn của bạn mở rồi Trong thiền tông nói Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Trí tuệ nhãn cai rồi Họ có thể rời khỏi lão sư Có thể tốt nghiệp rồi Họ có thể độc lập Vào lúc này Có thể học rộng nghe nhiều nếu như trí tuệ nhãn chưa khai chỉ có thể theo lão sư lão sư lãnh đạo bạn giống như đi đường vậy bạn còn chưa có năng lực không quen thuộc đường lão sư ở phía trước đi theo bước của thầy thì sẽ không đi sai được rời khỏi lão sư bạn nhất định đi sai nhất định liền lạc đường thế nhưng trí tuệ nhãn khai rồi vậy được rồi họ cũng quen thuộc đường không cần phải theo lão sư họ có thể học rộng nghe nhiều thành tựu hậu đắc trí ngày nay chúng ta cầu học khó khăn rất lớn khó ở chỗ nào khó ở không có căn bản trí huệ nhãn chưa khai liền bắt đầu học rộng nghe nhiều cái này không học còn tốt vì sao vậy bạn còn đơn thuần bạn còn trung thực bạn còn cứu được khi vừa học rộng nghe nhiều trong đầu chứa những thứ lộn xộn hỗn tạp rồi vô lượng vô biên tà tri tà kiến biến thành cái gì biến thành hết cứu rồi xã hội hiện tại là như vậy cho nên một môn thâm nhập trường kỳ huân tu không phải là tôi nêu ra đây là tổ sư đại đức đời đời truyền nhau huệ nhãn chưa khai đó chính là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu đến lúc nào thì mới từ một môn chuyển đến nhiều môn trí tuệ nhãn cai rồi thì được Bạn liền có thể học rộng nghe nhiều Bạn xem ở trong Kinh Hoa Nghiêm 53 tham Là như vậy mà tu học Thiện tại đồng tử Đại biểu học trò Văn thù là lão sư của Ngài ở dưới hội của văn thù khai mở trí tuệ nhãn rồi bồ tát văn thù thì liền khuyên ngài đi tham học nếu như trí tuệ nhãn chưa khai không đủ tư cách tham học điều kiện tham học là trí tuệ nhãn khai rồi bạn có năng lực Ở trong tất cả các pháp Phân biệt chân vọng Bạn có năng lực phân biệt chân vọng Có năng lực phân biệt tà chánh Có năng lực phân biệt phải quấy Có năng lực phân biệt thiện ác Lão sư tuyệt đối không lưu bạn lại vì sao vậy? Sẽ không lạc đường Thành tựu trí tuệ viên mãn của chính mình Sáu căn Tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Liền giống như đại sư Huệ Năng Gặp ngũ tổ hoàng nhẫn vậy Trong tâm đệ tử Thường sanh trí tuệ Thấy sắc xanh trí tuệ nghe tiếng xanh trí tuệ ngửi mùi xanh trí tuệ sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần tẩy đều xanh trí tuệ bạn mới có năng lực tham học nếu như giống như chúng ta hiện đại như thế này sáu căn tiếp xúc sáu trần bên ngoài đều xanh phiền não mắt thấy sắc xem thấy cái này ưa thích là tham ái cái kia không ưa thích thì sân hận phiền não rồi Nghe được âm thanh cái này nghe hay Cái kia không nghe hay Sanh phiền não Cho nên chúng ta phải nghĩ xem Chính mình thân phận là gì Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Thấy đều sanh phiền não Vậy thì làm sao được Đoạn phiền não Liền sanh trí tuệ Gốc của phiền não là gì Tử tư tự lợi là gốc của phiền não người biết tu hành tu từ căn bản nhổ đi từ gốc cành lá kia thì dễ làm rất dễ dàng giải quyết nếu không nhổ đi từ gốc cành lá không cách gì chặt được cho nên trí tuệ nhãn chính là đại biểu phật tri phật kiến chánh tri chánh kiến